Bà nghe nói em chọn chạy lên chim này đang khắc là để tiện tông thân áp bánh hà trô chịu xét xin rạp bóng bồn để cất tiếp tự riêng trô nó rồi có bóng bồn để cất xa lành ốc có plain khmer đồ chế trô cất tình cho tự riêng bà xin rạp nè để riêng để kì mên kru rồi có nè để chế trô và hạt ký ở sau cho bánh hà thì bị bố đời xa nó bây giờ trâu kỳ chú bánh hà y xem xếng vì miền nè chè rư gò cừu để và hạt kỳ nó kỳ ai sợi ôi bàn linh cờ vinh vấn đề xin rập bóng bồn để tựa tờ rin hơi ạc miền cờ rin ạc miền nè và hạt miền nè xin rập sợi trâu ôi để cờ xa lành ốc có phình thamay đó cờ tên nhu tờ rin với tên chú bánh hà chế trơn xin rập trâu. Lão nhóm phân hà nhóm bị bánh hà tí mối tiện tồn năng ấp lưng xâm lên. Bọn bồn khá tinh cả tinh trô năng cả lệnh kỳ lúa cô tao lử đọc bí cả tốc yu yu cô yu yu riêng yu tao bè chế vi ấp lưng xâm lên nhìn VLL cô tao vẫn lưng ở VLL VLL nó bánh hà vì tí mối cứ đôi xác xe chạy này VLL là lưng xâm lên nhé đôi xác xe chạy này rồi gọi xe chạy này vì ăn miên chết chưa pro ạc xe này tôi thì vì miên chết chưa bàn dương cột cho mùi ạc xe luôn này vì lư bàn cái này tôi vì ăn chết chưa cứ vì ăn lư thì hồi phục hết chưa để dương ai rụt vì lư bán em rập bằng phôn để nào tì rùm khét rồi nào bè khét ấy rồi để pro phục hết chưa này cái miên lụa lư tìp xa dương ai tình mà rụt bàn đây sản phẩm bằng phôn để cất nấu nấm bẩn đặc sản rồi có tì chuẩn bật ấy cất ăn miên phổ biến chưa này rồi ăn miên kilo lưu tiệp xa thì vấn đề miên chưa chỉ cho tết để cất ăn bờ bàn chấm nước hoa chưa này chưa để kilo lưu tiệp xa giờ bây chưa này nhưng ai rút bàn một phê tết cứ chưa trồng để bằng phôn khởi nhà đơm chờ thầm thầm nó với miên chiết chừa mỏ sọ chừa mỏ tật chập tam đơm chớ nhưng bây giờ chừa mỏ nhưng ai rụt bàn chừa rừng rừng nó tam đơm chớ và thế sản phẩm bằng bồn để nấu đầm bòn để thả ăn miên đơm chớ thấm thấm đặt để ăn miên chứa chừa một phê tít chừa chấm lọc nhưng ai rụt lư bàn để chừa chấm lọc để kỹ lụa nhưng tình dù mà đốt phơi đốt ấy và đây vì ăn sau lo và đây nhưng ai rụt bờ bàn bờ bóng bồn ớt chưa chấm lóc bờ miền đầm bờ tực nọc bè tí ấy xâm bọng bờ tực ai rút bàn đây này xâm bọng bờ tực dừng chẳng như xâm bọng mó rút rút ở về là chết chưa mó vì ai lưu bàn đi tiệt tôn tên năng xe chân ạ bà nhà tì môi đề vì ớt lưu vì tiệt tôn tên năng chân ạ ní vì ớt chưa mùi tiết bóng bồn khá cực chân lòng vì ta chân lòng vô tiền rồi có môn ấy mà rút ạc xe này cả là ạc xe này thì bà phê phục hết có môn rồi chỉ tiền này ấy có môn khu môn ấy cứ vì đăng ra ạc lưu thì bà tao đăng ra lại là hồi tôi dừng vô à phục hết có môn mà rút rồi vì lại là lưu tôi vô à chưa anh ta rút bê lưu có vẻ lưu đây vậy à có môn về trượt sạch nào đang xe này hồi nó sai để dương a vô a chết có môn đôi chết tin này để dương cho lòng rụt này trên bán tôi dương liên tức có ạp ạp chế rẻ đó liên tức có nào thì liên suốt dương anh rút có nào tạo lưu nó sai để dương a vô a và phết có môn nó trên việc xe chân ạ này bán cứ dương đáy sạch vô đáy sạch máu đạm bạc đài bán bột vì bột chọc bột lần bột hốt đó là vì ạ chết có môn tiệm máu dương nhẹ chụp về vô đầy sạch như chanh ở đâu dương rút à có phết chưa tiền bảo màn đầy nhóm prap mình tôi về ai lưu vinh và cái đàn dương rút à có môn hơi vô ăn à chưa anh mà rút với lưu cứ về ăn lưu đầy đầy nên hay dương tên thì vô đầy sạch mà rút ở bia trẻ à chết có môn ăn về lưu đấy bà nhà thì mùi tiệm tôn sẽ chân ạ mùi tiết trời đời bằng phụ tình tao vì ai lưu rồi vấn tế vì lưu sinh lên ọt mù lõ vì lươn nè lưu sinh lên mù lõ vấn tế trâu khá vì ọt lưu lõ tì vì lươn nó vì
đôi xa cái ta chỉ chờ tìm mối vì ai tiện tồn thì nó sẽ chạy này để thôi xin lên về lớn thì mối tiện tồn nó ạc sẽ chạy này nè ta xài tôi nhé xài mùi mùi này cái nào thì dương đã ta xài mùi mùi này vì miền tâm hùng thấm cứ về lưu lượn để nè ta xài này anh ấy cái đã ta xài tôi nhé mà ta xài à bà phê xe đi long tăn cái đã sai tôi nhỉ bởi anh ta sai này về thống lệ về thống là vì dân vô mà phước sẽ chân nạn ấy vì ai nâng lượn để vì ai lượn rồi anh ta sai tôi nhỉ vì mình tâm hồn thống môi tiết tâm hồn mà đông nhỉ bởi dân đã về tối có vì ai lưu xin lê nhỏ lò để vì thỏa ra nhưng mà đông vào này dân đã thực hiện cân đà này nè ra dựng đặt phần phần là lư này sao tôi phần này sao dù mà cốt có vẻ lư lo để trên hết việc cần thì miền tùm hôm để tham mà lâm mô phần côn đai đó phần côn đai để ai lư lo anh ấy và nhà thì mỗi tiệm tôi là à ta xài mùi mùi này việc thầm việc thuê xâm lên lượn tí pí lượn đôi xa giòn nhà cái hào giòn nhà ra xài khác cái ai thuê vì cái nhung thôi chưa chưa thôi bị chân này đâu nè à giòn này vì khá à giòn này dừng đã ắt trâu có vẻ lượn xin lên nè được chứ nè à giòn này tôi thì sẽ về bàn trâu để dừng thôi giòn này chơi nó xem rạp dừng à phạt vào đâu vì anh này ắt trâu dừng đồ đã xin tôi nhung thấy nhung à prơ chơi nó giòn giòn nè xem rạp đọc đồ nó đập vì vậy lư ắt lo ấy chết đi kê rô nói dừng phở triền xin rạp đỏ đồ anh ấy tệ tôi mà bánh hà giòn mùi tiết về lươn đôi xa sợ bệnh nhé sợ bệnh nhé vì khá tấu sợ bệnh thì việc krach bệnh rồi có sợ đơn bệnh vì thưa xin lên nhà lo để lươn nằm đọc ra dưỡng à dù ấy một trượp mà dưỡng kê rô kê thơ mấy ở xin lên lưu lo lưu trôn ấy nhau kê rô bởi trâu khá thì đặt đi sẽ bệnh hơi với lưu lòi ở bạc dân kè tên này nhóm dù à và phép cao yếu nhưng một bật hơi nhóm bật cái đặt scot bị lưu thì để xa kè rô xin lên với anh ấy phải tiện tục nó bánh hà sẽ bệnh mùi tiết về lươn rồi xa có phép đặt xe chân kè này đề đặt xe chân kè với lươn nó xa này đề tại dân đã này ở trâu với cứ về lươn trâu khá dương đã bộ phim xem bò xe có hòm xem bò có hòm bò ấy để cái tên chọn đai chọn ấy dùng đã trâu với việc lượn để trâu khá đã ăn bò nó ăn trâu thì và dương đã xe đi long xe ấy về chỉ việc trâu việc lượn vậy anh ấy sẽ tôn cho năng bánh hà để về lưu sinh lấy tay về lượn lượn được xa tí mũi cái ta xe chân lại về ta xài thống tí pí bánh hà giống thì bay xe bệ bốn năng xe chân kẻ này này tiệt tùng tận năng về lư sinh lên lượn mùi tiết tiệt tùng năng à bồ lút nhé khao nút là khao bồ lút này anh ấy vì dùng mùi tàu trâu khá mùi ớt tàu sầu này thì về lư cất nữa về tầng rồi cho nên đâm bay cầm ôi về à lư cất về tầng nó dùng đỏ nhé nó đỏ máu dùng vô tiền mà rút bàn dùng vô tiền mà run về tết dùng nhiệt bình tàu vậy lại là chết có môn tiên vì dùng mùi tàu vậy tàu sầu là sờ tàu vì ăn lư cất rồi nên muốn mua ba bát để về tầng lưu cất tàu nhưng giờ tiền mà đúng sao vì mua tàu vì ai giờ lưu vì đôi chia một hệt cơ duyên ngay đây nữa cái nào thì dùng prơ tàu dùng ở ban prey rồi còn liệp khai nhảy vì chấp vào đầu vì lưu lượn này lượn nó nên tự tôn cho năng bật lụt môi tiết bằng bồn xe chân nặng tự tôn xe chân nặng như vậy xe chân nặng này, xe đã dừng ai thưa xe về bán này, thì mỗi xe đi long tán thì dừng thưa bán, thì pí cần tôi xe,
bong bồn mình cũng tôi sẽ căn căn để lọ sạc xe chân này rồi chúng tôi sẽ lọ lọ chiang xe ly long tan ngay tôi sẽ mùi tiết chỗ thọt những ai thưa bàn để rồi đâm thọt về miền à ta sai về bây giờ tuộc bàn dừng dọa ta sai khoác mau về mò khát ở sạt dừng dùng một thưa này cái lọ để chỗ thọt นี่ก็ใส่สําหรับធ្វើខ្សែឆ្នាំនេះបានមានអ្នកខ្សែឡងស្តាន់ទុយសេះនឹងជក់ថ្នោតមួយទៀតតកតងនឹងត្រូវខ្លះបងប្អូនប្រើយូរយូរទៅដល់ពេលបងប្អូនឈប់កូតបងប្អូនអត់ត្រឡោះអានេះមកលើវាធ្វើឲ្យខូចស្បែកនេះខូចស្បែកនេះកាលណាតែវាចុចយូរយូរទៅវាជារដូវខែត្រជាអីស្បែកនេះវាទន់ដល់ពេលវាចុចយូរយូរទៅទៅជាខូចស្បែកអស់ធូរស្បែកអស់លីង ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យវាខូចស្បែកពីបងប្អូនឈប់កោតបងប្អូនឈប់កោតពីបងប្អូនទុកត្រង់បងប្អូនត្រូវបន្ធូរខ្សែនេះយើងត្រូវបន្ធូរខ្សែនេះបន្ធូរដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យអាពលូតវានេះវាវែកវាជួតចុះក្រោមណាតែបងប្អូនរឹករឹតវាតឹងប៉ុណ្ណាបងប្អូនពេលឈប់កោតហើយទុកវានៅឲ្យតឹងចុះដែរយូរទៅវាអាចនឹងកោងនេះវាជួតចុះក្រោមចឹងហើយយើងបន្ធូរវា ធូរមកលមមដល់ពេលយើងធូរហើយពីឈប់កោតជិះវាងកុំឲ្យខូចស្បែកយ៉មយើងរូតមកលើណារូតដាក់មកលើយ៉ាងដាក់មកចំអាកន្លែងឈើតាមមឹកហ្នឹងទៅវាជិះវាអត់ខូចស្បែកទេបើយើងទុកនេះយូរវាចុចយូរទៅខូចស្បែកស្បែកវាធូរអស់នេះតើតងនឹងបញ្ហា ត្រូវវាមានតែប៉ុណ្ណេះទីមួយបញ្ហាវាអត់លឺដោយសារនេះវាអត់ជាតិជួរទីពីរលឺហើយវាលឿនលឿនដោយសារអាក់សែនេះវាសាយធំពេកឬបញ្ហាយ៉ងនេះដោយសារស្បែកវាអត់ត្រូវដោយសារសែកចង្កេះនេះបញ្ហាវាលឿនសំឡេងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចេះស្រីត្រូស្រីលីងគឺយើងលីងហើយ យើងស្រីបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចេះគាត់អត់ស្ដាប់អាសំឡេងឆ្លងឆ្លើយវាពីព្រោះត្រូវមុននឹងយើងរៀនកើតបត់គឺសំខាន់ណាស់អាខ្សែឆ្លងឆ្លើយនេះវាត្រូវកាលណាដែលអាខ្សែឬថាខ្សែអេខ្សែគូខ្លះគេហៅខ្សែញីខ្សែឈ្មោលកាលណាតែយើងរត់វាអត់ឆ្លងឆ្លើយអត់ត្រូវហើយស្ទោះអ្នកចេះវណ្ណាក៏គាត់មិនត្រូវដែរ ឆ្លងឆ្លើយនេះទៅទៅបងប្អូនរៀនយូរទៅបងប្អូនទៅទីចំណាំវាមានទេណាចំណាំពីខ្សែឆ្លងឆ្លើយវាពីយើងរត់ទៅត្រូវណាព្រោះនេះវាសំខាន់ណារៀនត្រូវចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺរត់ណាកណាត់ទៀងរត់វាអត់បានឆ្លងឆ្លើយហើយដឹងវាកូនត្រូវទេទោះចេះប៉ុណ្ណាក៏កូនត្រូវដែរព្រោះ អក្សរសំឡេងវាអត់ត្រូវគ្នាហើយបញ្ហាត្រូវវាមានទីប៉ុណ្ណេះចង់ហាយសម្រាប់បងប្អូនដែលទៀតទិញត្រូវទៅហើយក៏រៀនអត់មានអ្នកបរហាត់អត់មានអ្នកអីទៅទិញជួបបញ្ហាដូចតែខ្ញុំបរហាញមិញ